Cô gái kia có gì đặc biệt mà các loài động vật của cánh rừng già lại cùng nhau giúp đỡ cô ấy xây thuyền thế nhỉ? Nếu bạn tò mò thì theo chân Walfrey theo nhé. Khi xưa, ở một ngôi làng nọ, có nàng Novan mồ côi sống lủi thủi một mình. Novan mất cha mẹ từ nhỏ, ngày ngày cô phải lên rừng kiếm củi bán sống qua ngày. Chính vì từ nhỏ đã phải làm việc quần quật, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên nhìn Novan gầy còm, rách rưới vô cùng. Cả làng ai cũng xa lánh, không muốn thân thiết với cô. Đặc biệt là trưởng làng, lão ta lúc nào cũng hách dịch, gây khó dễ cho cô. Novan rất buồn bã, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến một hôm, Novan cũng lên rừng như mọi khi và thấy một con chim bảy màu rất đẹp đang mắc kẹt trong bẫy. Không những thế, còn bị một sợi dây buộc mỏ lại, không cho kêu. Thấy con chim tội nghiệp, Novan tiến đến tháo bẫy, giải cứu cho con chim và đồng thời tháo sợi dây ở mỏ chim ra. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Cô quả là một cô gái tốt bụng. Tôi không có gì nhiều để đền ơn cô cả. Chỉ có một chút quà này mong cô nhận lấy. Chim đập cánh ba cái, lập tức dưới đất xuất hiện ba túi vàng đầy tặng cho Novan. Đồng thời chim cũng nhả vào tay cô một viên ngọc rất đẹp. Viên ngọc đó cô nhớ đem theo người, nó sẽ giúp ích cho cô. Tạm biệt. Từ khi Novan được chim tặng vàng bạc thì đã trở nên giàu có, khá giả. Cô mang tiền vàng đi giúp đỡ tất cả những người nghèo khó trong vùng và được mọi người yêu quý. Tuy đã trở nên khá giả, nhưng vốn tính chăm chỉ, Novan vẫn ngày ngày lên rừng kiếm củi để bán kiếm thêm tiền. Kỳ lạ thay, từ sau khi mang viên ngọc chim thần cho, Novan có thể nghe được tiếng động vật nói chuyện. Dạo đây cuộc sống thật sự khó khăn quá. Thợ săn ở gần đây thường xuyên vào đây săn bắt, khiến chúng ta cứ phải chui rút ẩn nấp suốt. Đúng vậy, chúng ta cứ phải ngày ngày sống trong lo sợ như vậy. Không hiểu sao họ lại sống ác thế. Trời, người làng tôi thực sự là quá đáng như vậy sao? Cô là ai? Tại sao lại nghe được chúng tôi nói? Cô cũng như họ, muốn hại chúng tôi đúng hay không? Không không, tôi không muốn hại mọi người. Tôi chỉ là tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện và muốn giúp đỡ hai bạn thôi. Cô định giúp chúng tôi thế nào đây? Như vậy đi, tôi cũng hay đi kiếm củi quanh đây. Sau này mỗi lần thấy mọi người đi săn bắn, tôi sẽ ném đá để báo hiệu cho các bạn, được không? Được, cảm ơn cô quả là người tốt bụng. Và thế là từ đó, cô nhanh chóng kết thân được với rất nhiều những người bạn động vật. Lại nói về ngôi làng nơi cô sống, trưởng làng vốn tính ích kỷ kiêu căng, nên khi thấy Novan trở nên giàu có hơn mình và dần dần được mọi người yêu quý, nên lão ta rất ghen tức. Lão ta đi theo Novan vào rừng và phát hiện ra Novan có thể nói chuyện với động vật. Mọi người tập trung nghe tôi nói đây. Con bé Novan mồ côi nghèo khổ bỗng dưng giàu lên nhanh chóng, mọi người có biết là do đâu không? Có phải là nó đi ăn cắp ở đâu hay không? Không phải, ăn cắp thì còn đỡ, chuyện này còn đáng sợ hơn. Đáng sợ thế nào? Ông mau nói đi, đừng làm chúng tôi sốt ruột. Tôi vốn nghi ngờ từ trước, nên dạo gần đây có đi theo dõi nó. Tôi thấy nó vào rừng và trò chuyện rơm rã cùng mấy con thú dơ bẩn. Tôi nghi là nó đã tu luyện phép phù thủy, vậy nên mới có thể nói tiếng động vật. Chúng ta phải sớm đuổi nó đi thôi. Nếu tiếp tục để thế này, sẽ có ngày nó quay ra hại tất cả chúng ta. Dân làng nghe vậy thì tin theo. Mặc dù Novan chưa hề hại ai, nhưng họ lập tức quy kết cô là người xấu, sẽ hại người và đuổi cô ra khỏi làng. Không, tôi không phải là người xấu, tôi không phải là phù thủy, mọi người hiểu lầm tôi rồi. Không những thế, họ còn cho rằng những người bạn động vật của cô cũng là những loài quái vật. Vậy nên họ không ngừng vào rừng săn bắt, tàn sát bừa bãi các loài động vật. Novan và những người bạn động vật của cô buồn bã chạy tiếp vào trong rừng sâu. Novan sống nhờ trong hang của người bạn hổ trắng và ngày ngày được voi và khỉ nâu tặng hoa quả cho ăn. Novan cũng đã dần quen với cuộc sống ở trong rừng. Novan, cô gái tốt bụng. Dân làng cô quả là những người độc ác và mất nhân tính. Họ tàn sát muôn thú, họ khoái chí trước sự hoảng loạn sợ sệt của những loài động vật yếu thế. Họ xứng đáng bị trừng phạt. Thân là chim thần bảo vệ cánh rừng già,
tôi sẽ giáng xuống một cơn đại hồng thủy để trừng phạt họ vì đã xúc phạm đến thiên nhiên. Tôi đến đây báo trước cho cô vì cô có ơn cứu mạng với tôi và vì cô là một người hiền lành lương thiện. Hãy mau mau cùng những người bạn của cô đóng một con thuyền lớn, có như vậy mới sống qua được đại nạn này. Cảm ơn chim thần, cảm ơn ngươi. Tôi lo lắng quá, tôi phải về báo cho dân làng thôi. Họ đối xử với cô như vậy mà cô vẫn còn lo cho họ sao? Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn mọi người gặp nguy hiểm. Thôi được rồi, nếu cô muốn thì cô cứ đi đi. Novan nghe xong ngay lập tức chạy về làng báo cho người dân. Nhưng người dân lại một lần nữa không tin và cho rằng cô chỉ đem đến tin xui xẻo, liền đuổi cô đi. Mọi người, tôi hết hy vọng với dân làng rồi. Họ không nhìn nhận được đúng sai. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng xây thuyền như lời chim nói để tự cứu lấy mình thôi. Được, chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Novan ra sức chặt những thân cây to nhất, xẻ ra để làm ván tàu. Voi, hổ và khỉ cũng luôn ở bên cạnh để vận chuyển gỗ giúp cho cô. Họ cùng nhau gấp rút xây thuyền, nhưng do dân làng phát hiện ra nên ùa nhau đến phá, khiến thuyền của họ đã bị sập. Novan và những người bạn động vật lại một lần nữa phải nhặt những ván gỗ và kéo vào tiếp bên trong rừng sâu để tiếp tục xây thuyền. Họ gấp rút xây thuyền trong vòng 7 ngày 7 đêm. Đúng đến khi tấm ván cuối cùng được ghép vào thuyền thì trời nổi cơn giông bão, mây đen ung ung kéo tới, sấm chớp đùng đoàn, mưa bắt đầu rơi xuống nặng hạt, nước từ các con sông dâng lên cuồn cuộn. Novan và những người bạn động vật của mình nhanh chóng lên thuyền và được an toàn, lênh đênh giữa dòng nước dâng cao. Mưa ngày càng nặng hạt, nước dâng cao nhấn chìm hết nhà cửa cây cối. Novan ngồi yên vị trên thuyền thì bỗng nghe thấy những tiếng kêu cứu thảm thiết. Cô ra bon tàu ngó xuống thì thấy những người dân làng cũ của mình đang lênh đênh chới với giữa cơn đại hùng thủy. Novan tốt bụng ngay lập tức quăng dây cho họ nắm lấy và kéo từng người lên, trong đó có cả lão trưởng làng. Mọi người được cứu lên tàu vô cùng mừng rỡ, cảm ơn Novan rối rít, đặc biệt là lão trưởng làng. Lão ta xin lỗi vì tất cả những việc xấu xa đã làm với Novan. Novan cười xòa và tha lỗi cho mọi người. Tất cả mọi người trên tàu đều cười vang, hạnh phúc cùng nhau. Cơn mưa kéo dài 2 tuần rồi cũng tạnh dần. Nước mưa rút dần, người dân cùng các con vật lần lượt xuống thuyền. Họ giúp đỡ nhau cùng xây dựng lại nhà cửa, dựng lại cơ nghiệp, cùng nhau làm lụng và phát triển. Họ bỏ hẳn những thói xấu ghen ghét ích kỷ trước đây, sống chan hòa với động vật hơn và cùng chung sống hạnh phúc mãi về sau. Nhìn kìa, dòng suối đục ngầu bỗng trở nên trong vắt, thật là thần kỳ quá phải không? Đi theo qua Fairy Tale để cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay nhé. Ngày xưa ngày xưa, có một nàng công chúa tài sắc vẹn toàn tên là Dahlia. Ông trời ban cho nàng một nhan sắc xinh đẹp, những tài năng toàn vẹn như may vá thiêu thùa, nhưng lại lấy đi của nàng tất cả sự may mắn. Dahlia mồ côi mẹ từ bé. Không những thế, nàng còn phải sống những tháng ngày nghèo khổ, không hề giống cuộc sống của một nàng công chúa chút nào. Nguyên nhân là do vương quốc của cô mùa màng thất bát, người dân không làm ăn gì được nên không có chút tiền nào để đóng thuế. Dù cha của cô phải hạ mình kết giao với những vương quốc khác, đem hết vật quý giá ra để đổi lại sự giúp đỡ của họ, cho đến khi ông không còn gì để trao đổi nữa. Vua cha vô cùng đau đầu vì đất nước ngày càng đối khổ, nguyên nan. Đức vua đau khổ đến gầy trọc người, Dahlia thương cha vô cùng mà không biết phải làm thế nào để giúp cha. Kính chào bệ hạ, tôi tới để đưa tin rằng đức vua của chúng tôi đang kén vợ cho hoàng tử của mình. Nếu công chúa Dahlia tham gia cuộc thi và chứng minh được mình có đầy đủ phẩm chất của một cô công chúa thực thụ
thì chúng tôi sẽ đồng ý giúp đỡ cho vương quốc của ngài. Dalia nghe vậy mừng rỡ vô cùng. Nàng ngay lập tức từ biệt cha và lên đường tìm cách cứu vương quốc. Dalia hăng hái đi trên đường với một hy vọng mãnh liệt rằng mình sẽ có thể cứu nguy cho vương quốc. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, nàng cũng sẽ mỉm cười. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của chính mình thì nàng nghe từ xa vọng lại một tiếng kêu đau đớn. Tiến lại gần thì thấy một chàng trai lấm lem bùn đất đang bị hai tên lính quay lại bắt nạt. Không đành lòng nhìn người gặp nạn mà không cứu, nàng bèn nảy ra một ý. Trời ơi, sao các anh còn đứng đây? Mau chạy đi, phía sau có một toán cướp hung dữ lắm đang đuổi theo đấy. Hai tên lính nghe vậy thì tinh sái cổ và quay đầu tháo chạy. Dalia nhìn chúng chạy một đoạn rồi quay lại giúp đỡ chàng trai. An toàn rồi, anh đứng lên đi. Vừa nãy tôi chỉ lừa hai tên lính như vậy để giải vây cho anh thôi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều vì đã ra tay cứu mạng. Tôi tên là Darcy, là một chàng trai mồ côi nghèo khó, trong tay không có một đồng xu nên rất hay bị chúng bắt nạt. Tôi có thể vinh hạnh được biết tên của cô có được không? Tại sao cô lại đi bộ qua cánh rừng này vậy? Tôi tên là Dalia, công chúa của vương quốc láng giềng. Tôi đến đây để tham gia một cuộc thi kén vợ của nhà vua. Nếu thắng thì họ hứa sẽ giúp đỡ cho vương quốc của tôi. Vậy thì cô cho tôi đi cùng cô có được không? Tôi sẽ đi cùng để hộ tống cô, coi như báo đáp ơn cứu mạng. Được chứ, tôi rất vui vì có thêm bạn đồng hành mà. Hai người đồng hành cùng nhau và an toàn đến được vương quốc. Xin chào công chúa Dalia. Để không mất thời gian, ta sẽ đưa ra thử thách với cô ngay bây giờ. Cô hãy đi tìm nguyên liệu và dệt cho ta một tấm niệm khiến ta ưng ý, vì mỗi tấm niệm ở vương quốc này đều khiến ta đau lưng vô cùng. Nếu thành công, cô sẽ là người chiến thắng và ta sẽ dốc sức giúp vương quốc của cô. Cô có đồng ý việc ta yêu cầu với cô hay không? Dạ, thần xin nhận lệnh. Thần sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất ạ. Dalia và Darcy nghe xong ngay lập tức lên đường. Thế nhưng cho dù cố gắng thế nào, họ cũng vẫn chưa tìm được một chất liệu ưng ý. Đang đi thì hai người bỗng thấy một chú hươu trắng muốt bị thương nằm thoi thóp bên đường. Dalia thương xót hươu nên đi tìm lá thuốc đắp vết thương chữa trị cho chúng. Sau khi khỏe lại, hươu cúi đầu nhả vào tai của Dalia một viên ngọc và quay đầu đi mất. Dalia cất viên ngọc quý vào túi và tiếp tục cùng Darcy lên đường. Đi bộ nhiều ngày khiến hai người mệt lả. Hai người ghé vào một ngôi làng bên đường nghỉ ngơi. Nhưng kỳ lạ thay, người dân trong làng nhìn thấy hai người bèn bu lại xin nước uống. Hai người đem hết nước mang theo cho họ, nhưng đều không đủ. Họ tranh nhau uống một cách thèm khát. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tại sao mọi người lại thiếu thốn nước uống như vậy hả? Làng chúng tôi vốn là một làng dệt vải nổi tiếng. Vải chúng tôi dệt ra không đâu sánh được. Nhưng vì lòng tham, thay vì dùng nguyên liệu thiên nhiên, chúng tôi lại tạo ra một loại thuốc nhuộm độc hại, khiến cho dòng nước ô nhiễm nặng nề. Chúng tôi rất hối hận, nhưng bây giờ không thể làm gì được nữa. Dalia nghe xong động lòng thương xót, ngồi nghĩ cách cứu họ. Đúng lúc này thì viên ngọc trong túi cô sáng lên và lăn xuống suối. Lạ thay, vùng nước viên ngọc rơi vào trở nên trong suốt. Tôi có cách rồi, chỉ cần mang viên ngọc này đặt lên thượng nguồn là nước dòng suối sẽ trong trở lại thôi. Nhưng thượng nguồn cao quá, làm thế nào tôi leo lên được bây giờ? Để tôi leo cho. Tôi có thể leo được. Được, nhưng mà anh nhớ cẩn thận đó nha. Darcy nhanh chóng leo lên và đặt viên ngọc vào thượng nguồn. Tức khắc dòng suối trở nên trong vắt, dân làng vui vẻ vô cùng. Người dân mừng rỡ vô cùng, cảm ơn cô rối rít. Họ tặng cô một sắp vải thượng hạng vô cùng. Hả?
liệu rằng mọi người có biết chất liệu nào nhồi vào vải để tạo ra một tấm đệm thật mềm không? Cách đây không xa có một cây bông gòn lâu năm. Nếu lấy được bông trên cây nhồi vào vải thì sẽ tạo được một tấm đệm mềm mại tuyệt vời. Nhưng mà dưới gốc cây có một con chó ba đầu hung dữ canh gác, nên từ trước đến nay rất nhiều người đã đi thử nhưng đều không thấy quay trở về. Dalia nghe vậy không ngần ngại nguy hiểm cùng với Darcy lên đường tìm cây bông gòn. Quả nhiên khi đến được nơi đó, họ thấy một chú chó ba đầu hung dữ vô cùng đứng gầm gừ dưới gốc cây. Chú chó thấy người ngay lập tức xông lên định tấn công. Darcy theo phản xạ ôm chặt lấy Dalia bảo vệ cho cô. Chú chó đang lao tới gần, hai người hoảng sợ chạy gật lùi. Bỗng Dalia đá chân phải một viên sỏi khiến nó va với đất tạo nên một tiếng động lớn. Chú chó nghe thấy vậy bỗng lùi lại một bước. Dalia thông minh ngay lập tức nhận ra chú chó này sợ tiếng động của sỏi đá. Chú chó này sợ tiếng động sỏi va vào nhau. Chúng ta hãy mau cầm sỏi ném thật mạnh xuống đất đi, nhanh lên. Hai người cùng nhặt những viên sỏi ném mạnh xuống đất khiến chú chó hoảng hốt bỏ chạy. Dalia và Darcy quay sang nhìn nhau đầy hạnh phúc. Darcy lúc này còn khẽ siết lấy tay Dalia. Hai người lấy được bông trên cây thì lập tức quay về phương quốc. Dalia giơ tay năng may dệt của mình mà nhanh chóng tạo ra một tấm đệm rất lớn. Nhưng tấm đệm lại không may bị Darcy làm rách một góc. Tôi xin lỗi nha, tôi không cố tình đâu. Phải làm sao bây giờ? Không có sao đâu, để tôi xử lý cho. Anh cũng chỉ vô ý thôi mà. Với sự nhanh nhẹn của mình, cô nhanh chóng thêu một bông hoa lên để phá tấm đệm, khiến tấm đệm trở nên đẹp đẽ hơn lúc đầu. Sau khi hoàn thiện, Dalia lập tức mang tấm đệm dâng cho đức vua. Đức vua sau một đêm làm thử vô cùng hài lòng, nhưng vẫn muốn thử Dalia thêm một chút nữa. Ngài lén giấu một hạt đậu dưới đệm. Tấm đệm của ngươi thật chẳng tốt chút nào cả. Cả đêm qua ta vẫn đau lưng như bình thường. Không thể như vậy được ạ. Thần đã đi tìm những nguyên liệu tốt nhất mà. Không tin thì ngươi nằm thử xem. Nếu ngươi cũng thấy không ổn thì ta sẽ trị tội ngươi. Dalia rất tự tin với tấm đệm của mình nên đồng ý ngay. Nhưng kỳ lạ thay, cả đêm đó nàng không tài nào ngủ được vì đau lưng. Dạ muôn tao bệ hạ, quả thật tấm đệm có vấn đề ạ. Thần xin được nhận tội. Chỉ mong rằng bệ hạ hãy nể tình thần đã cố gắng hết sức mà giúp đỡ cho vương quốc của thần. Thần xin bệ hạ. Con quả là một người trung thực, lương thiện, dũng cảm. Ta chỉ thử con một chút thôi. Tấm đệm rất tốt, ta rất hài lòng. Con chính là vợ tương lai của con trai ta rồi. Con hãy đón nhận mọi thứ từ ta nha. Con rất cảm ơn người, nhưng con chỉ xin người một điều là hãy cứ lấy vương quốc của con thôi. Còn chuyện kết hôn với hoàng tử thì con không làm được. Bởi vì trong lòng của con đã sớm yêu Darcy, người bạn đồng hành tốt bụng cùng con trên quãng đường rồi. Con xin người thông cảm vì sự từ chối của con ạ. Cái gì? Ngươi lại dám từ chối con trai ta sao? Ngươi đang xúc phạm lời đề nghị của ta đó ư? Muôn tâu đức vua, con biết ngài yêu thương và muốn giúp đỡ cho con. Tuy nhiên tình yêu không thể nào cưỡng cầu được. Con buộc lòng không thể nhận lời lấy hoàng tử được. Và đây chính là Darcy, người trong lòng của con, là người con yêu nhất ạ. Thưa đức vua, ta chính là hoàng tử đây. Ta đã lên một kế hoạch giả vờ là một tên nghèo khổ bị bắt nạt, xem có ai giúp đỡ ta không. Nhưng tất cả đều bỏ qua ta, chỉ có mình nàng là quay lại cứu ta. Ta đã yêu nàng bởi tất cả sự lương thiện, thông minh và dũng cảm của nàng rồi. Dalia nghe xong vội ôm chặt lấy chàng. Hai người nhanh chóng quay về vương quốc của cô giúp đỡ mọi người. Với sự giúp đỡ của Darcy, vương quốc của Dalia đã trở lại sự trù phú ban đầu. Người dân ấm no hạnh phúc. Darcy và Dalia kết hôn với nhau và sống hạnh phúc mãi về sau.
Tales.